Xin chào tất cả các cô chú ạ. Hôm nay nhà em lại tiếp tục về hàng con lăn tháo máy hàng bãi. Em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi, số điện thoại để đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng xem mua và lựa chọn trực tiếp nhé. Hôm nay thì con lăn em về có một loại thôi. Đây ạ. Hàng đẹp này, không có gì sét, không mốp méo nhá. Đường kính của nó là 89 ạ. Đây. Đường kính của nó là 89 giúp em nhá. Hai bên đầu của nó sẽ có bi này, xoay thông nhau như này. Đây em xoay đầu này mà đầu kia xoay luôn đấy nhá. Một đầu này nó sẽ có hai cái này gọi là gì nhỉ? Bánh răng à? Hai cái bánh răng như này. Đây. Còn đây là đầu còn lại của nó này. Đây em sẽ xoay đầu này, mọi người có thể thấy cái đầu này nó quay nhá. Đây ạ. Đây. Đây. Cái này con lăn bằng sắt đây ạ. Tổng chiều dài của nó là 50 cm nha. Hơn 50 cm một tí ạ. Đây em đo cái chiều dài về cái chiều dài của cái trục này nhá, chứ không phải là đo cả cái chiều dài ở đoạn này đâu. Đây, tổng chiều dài ở cái chỗ cái phần con lăn thôi ấy là 50 cm này. Cái này nó nặng khoảng tầm 5 kg một cái đấy, để em cân lại cho chính xác. Cái này hơn 5 kg rồi. Đây. Hơn 5 kg một cái này. Cái này thì tiền ship một cái là 30.000 nhá. Một quả này tiền ship là 30.000 đấy. 30.000 hay 50.000 nhỉ? À, em xin lỗi, một quả này tiền ship của nó là 50.000 nhá. Nó quá bị cân 5 cân rồi. Tại vì cái này đã gần 5 cân rưỡi rồi tiền cả gói vào nữa. Thì tiền ship của nó là 50.000 một quả nhá. Còn nếu bác nào mua hai quả thì tiền ship sẽ là hai quả tiền ship sẽ là 60.000. Mua hai quả thì tiền ship nó chia ra nó sẽ rẻ là 60.000 hai quả thôi. Còn mua một cái này thì tiền ship sẽ là 50.000 một chiếc giúp em nhá. Số điện thoại đặt hàng em có ghi ở dưới phần mô tả của video rồi ạ. Bạn nào có nhu cầu mua thì inbox trực tiếp số đấy giúp em nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.